Shop Nhân Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Thì có một tin này là cũng hơi vui cũng hơi buồn cho anh em, đó là có anh khách kia thì ảnh do bữa ảnh lấy 8 bộ nhưng mà kêu là mấy ông bạn đặt chung cho mấy ông bạn mà giờ mấy ông bạn nó kêu không lấy. Thì ảnh trả lại 6 bộ còn lấy 2 bộ ha. Thì đây còn lại được 6 bộ quay cho anh em, chứ là đặt là bên này hôm nay là hết rồi nha anh em nha. Không có còn. Thì còn được 6 bộ thì mình lên cho anh em luôn. Chứ không có nhiều. Tại vì hết luôn rồi. Thì hôm bữa là mình bao quay cho anh em 12 bộ. Thì hôm sau có một cái kiện kia thì nó tới sau anh em. Thì ở trong đấy nó được 30 bộ nữa. Thì cũng đã bán hết rồi. Cho nên là giờ có muốn kiếm cũng không có nữa. Nhưng mà do đây là khách trả lại ha. Thì khách có gọi cho mình xin lỗi mình thì cũng không có gì đâu nè. Cái này thì người này không mua thì người khác mua thôi. Tại vì cái tem này nó hiếm mà. Thì có mấy bộ này. Đây thì mình soạn bỏ sẵn nó bịch cho anh em rồi nha. Từ lúc đầu là nó quấn với bọc giấy ấy, nhìn nó hơi gớm. Nhưng mà tem là tem 3M zin nha. Đây, tem zin 3M. Đát thì nó hơi lâu rồi. Có một số cái thì nó móc ít này. Một số cái nó móc nhiều. Cái vỏ bên ngoài này, cái này nó móc ít này. Thấy không? Cái này nó móc hơi nổi nổi lên thôi. Mà cái này nó móc nhiều lắm. Thì cái việc móc này thì do là nó để lâu năm ở trong kho, nó ẩm thì nó móc cái phần keo phủ bên ngoài thôi em, không có vấn đề gì hết. Còn tem thì vẫn là tem zin 3M nha. Đây. Tem 3M zin cho anh em. Đó. Anh thấy chưa? Để mình giảm sáng xuống cho anh em thấy. Đây, 3M phim. Ok cho anh em. Đây. Các cái chi tiết nhỏ trong này cũng là 3M hết nha. Nói chung là lưng keo 3M chuẩn 100% nha anh em luôn. Rất là đẹp nha. Rồi, thì để mình sẽ mở ra cho anh em coi cái màu của nó luôn. Cái này là đát cũ nha anh em nha. Nó rất là lâu năm rồi. Đát cũ rồi. Nhiều anh em hỏi là cái keo này liệu nó đã nhiều năm thì cái keo nó có bị ảnh hưởng gì không? Thì mình khẳng định với anh em 100%. Keo 3M kể cả anh em có để 100 năm thì nó cũng không bị gì hết nha anh em nha. Bởi vì keo 3M nó rất là xịn, chứ nó không phải những cái loại keo dởm khác mà nó khô hay là nó bị chai nha anh em nha. Keo 3M này nó dính rất là chắc luôn. Anh em để ý thì xe rim Thái anh em thấy không? Gần như là không ai bị bung tem hết. Nhưng mà các cái đời tem như là Super rim 2012 thì kia là nó bị bung tem rất là nhiều. Nhưng mà riêng rim Thái là không bao giờ nó bung tem. Mà nó chỉ bị rát thôi, nghĩa là chạy sử dụng nhiều nó chảy nó bị rát thôi, không bao giờ nó bung tem nha. Cái đấy là mình khẳng định với anh em luôn. Cho nên là cái anh em yên tâm, tem 3M này anh em dán nó không phải lo về vấn đề là keo nó bị khô bung ha. Thì đây, mình sẽ mở cho anh em coi cái mặt phía trên của nó, mặt màu của nó nha, cho anh em yên tâm anh em mua. Đợi mình xíu nha. Đây. Mình sẽ mở cho anh em coi, đây nha. Waste. Rồi, ok nha anh em. Đến. Wow. Trời ơi đẹp. Đỉnh luôn em ơi. Đây này nó móc ở phía ngoài thôi chứ trong nó đâu bị đâu này, thấy không anh em? Trong là mới tinh này. Ôi ôi, quá đỉnh luôn em. Đẹp ghê ha. Này là anh em yên tâm lên xe là khỏi nghĩ nha. Khỏi nghĩ là cái chất lượng rồi. Tem dày ghê à. Lột ra xong còn dày cool luôn. Ok, rồi. Đây là tem lửa nha. Thì mình sẽ tiếp tục mình lột luôn bộ tem hồng cho anh em coi. Đây là bộ tem hồng này. Bộ tem hồng này cũng là tem 3M luôn. Đây. Bộ này nó bị nổ ít hơn này. Hơi hơi thôi. Được. Ok. Phim 3M nha. Rồi, đây. Tem hồng này đời 93 nha anh em. Thì có cho mình giới thiệu cho anh em vậy, nó có mấy bộ ạ. Mình sẽ lột cho anh em bên này luôn. Cái này nó có 6 bộ thôi nha. Cho nên là sau clip này thì mình nói thẳng là nếu mà đăng clip này lên xong là mình sẽ hết hàng luôn. Cho nên là anh em nào mua thì anh em tranh thủ coi xong clip này lên em mua đi. Tại vì nó sẽ hết, nó không có nữa đâu. Còn nếu mà có thì cũng chưa biết bao giờ nữa anh em. Sẽ mở cho anh em coi luôn. Đây. Wow. Rồi. Ra được nha anh em. Wow. Ui dồi ôi. Anh em thấy sao? Đỉnh không? Đó. Quá đẹp đúng không? Cực kỳ chất luôn nha. Lưng keo 3M. Này thì là ước ao của bao nhiêu anh em nha. Nhưng mà giá thì phải nói là cực kỳ ngon luôn. Tại vì cái này là giá bên Thái người ta tặng cho mình. Vừa tặng vừa bán cho mình. Thì mình về đây mình cũng vừa tặng vừa bán cho anh em luôn. Cái giá của nó thì chỉ có là 325.000 một bộ thôi. Và bây giờ hiện tại ở shop của mình, kể cả trong kho hay cả tại tiệm,
thì chỉ còn đúng 6 bộ. Anh em nào cần thì anh em có thể quan tâm, chúng ta mua, đặt mua sớm nhất để chúng ta còn nha. Còn thực sự là cái này hôm đến hôm nay là mình đã hết sạch rồi. Mà cũng may may sao là sáng nay khách họ bớt lại thì mình lấy mình bán lẻ cho anh em tiếp. Chứ còn là thực ra là hết rồi nha. Tại vì đạt thì mình không có lưu số của khách, cho nên mấy anh em dặn có thì gọi thì mình không có lưu số, cho nên mình không có gọi lại nha. Thì anh em nào cần thì có thể liên hệ mình, tại vì do mấy khách đó họ cũng là khách lạ anh em, cho nên không có lưu số thì đăng lên cho anh em luôn. Anh em nào cần thì liên hệ với mình nha. Có đúng còn đúng 6 bộ cuối cùng. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều đã ủng hộ cho bên shop của mình rất là nhiều. Thì thực sự là 30 bộ này, 30 bộ tem này với lại 12 bộ tem hôm trước mình bán chắc chỉ trong chút xíu là hết rồi. Thì cảm ơn quý anh em rất là nhiều nha. Thì cái này cũng chưa biết khi nào nó có lại hàng đâu. Thì anh em tranh thủ nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Anh em mua liên hệ với số điện thoại 0915 434 973. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều.